31. Phẩm tuyên hóa. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này an trụ trong nhóm định hay bất định? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này đều trụ vào nhóm định. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này trụ vào nhóm định nào? Thanh văn thừa, độc giác thừa hay vô thượng thừa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này trụ vào vô thượng thừa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lúc nào Đại Bồ Tát này mới gọi là trụ vào nhóm định, trụ sơ phát tâm, ngôi vị bất thối hay thân cuối cùng? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này lúc mới phát tâm, hoặc là ở ngôi vị bất thối hay thân cuối cùng đều trụ vào nhóm định. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào nhóm định này có bị đọa vào đường ác không? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát trụ vào nhóm định này thì nhất định không đọa vào đường ác. Lại bảo thiện hiện: Ý ông thế nào, người nhập đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác có bị đọa vào đường ác không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không đọa. Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Từ lúc mới phát tâm tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đoạn tận tất cả pháp ác bất thiện, do nhân duyên này không thể đọa vào các đường ác, không thể sanh vào cõi trời trường thọ, vì các chỗ ấy các thiện pháp thù thắng không hiện hành. Nếu Đại Bồ Tát này sanh vào nơi biên địa hạ tiện không có tín căn thì không có sự việc ấy, vì ở nơi ấy không thể tu hành thiện pháp thù thắng, phần nhiều phát sanh ác kiến, không tin nhân quả, ưa tạo các nghiệp như xấu, không nghe tam bảo, không có bốn chúng. Đại Bồ Tát này cũng không sanh vào nhà tà kiến, vì sanh vào nơi ấy thường bị chấp trước các xu hướng ác kiến, hành ác hạnh, bác bỏ diệu hạnh và quả báo, chẳng tu điều thiện, ưa làm các điều ác, nên các Đại Bồ Tát không sanh vào nhà ấy. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát lúc mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đem ý lạc thủ thắng thọ hành 10 điều nghiệp đạo bất thiện, cũng không có sự việc ấy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này, từ lúc mới phát tâm thành tựu công đức thiện căn như vậy không sanh vào chỗ ác, thì tại sao Thế Tôn mỗi khi vì chúng thuyết về bổn sanh của mình, có rất nhiều cả trăm ngàn thứ trong ấy cũng có sanh vào chỗ ác, lúc đó thiện căn trụ vào chỗ nào? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát không vì nghiệp xấu mà thọ thân chỗ ác, chỉ vì lợi ích an vui các loài hữu tình do bổn nguyện mà thọ thân này, vì vậy không nên cho đó là nạn. Lại bảo thiện hiện: Ý ông thế nào, các độc giác hoặc A-la-hán dùng phương tiện thiện xảo thù thắng như các chúng Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng thọ thân bằng sanh, khi ấy có thợ săn muốn đến làm hại, Bồ Tát liền sanh tâm tử bi an nhẫn vô thượng, muốn làm cho người kia được lợi ích an vui, nên tự xả thân mạng và không làm hại người khác, phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các độc giác không làm như vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết Bồ Tát vì muốn lợi ích an vui các hữu tình, vì lòng đại từ bi mau viên mãn, vì muốn chứng đắc Đại Bồ Đề, nên tuy chịu thọ thân bằng sanh nhưng không do tội lỗi bằng sanh làm ô nhiễm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát trụ vào thiện căn nào? Vì muốn làm lợi ích an vui cho hữu tình nên thọ thân nơi cảnh giới ác. Phật dạy: Này thiện hiện, không có thiện căn nào của chúng Đại Bồ Tát là không viên mãn, nhưng vì chúng Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên phải viên mãn tất cả thiện căn, nghĩa là chúng Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa diệu bồ đề, không có thiện căn nào là không viên mãn, do viên mãn hoàn toàn tất cả thiện pháp mới chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu còn một thiện pháp nào chưa viên mãn mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì không có việc ấy. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa nơi tòa diệu bồ đề, trong thời gian ấy thường tu học đầy đủ tất cả thiện pháp, học rồi phải đầy đủ trí nhất thiết tướng, đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các Đại Bồ Tát thực hành các pháp thánh vô lậu bạch tịnh mà còn sanh vào đường ác, còn thọ thân bàng sanh? Phật dạy:
Này thiện hiện, ý ông thế nào? Như Lai có thành tựu tất cả pháp thánh vô lậu bạch tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai thành tựu tất cả pháp thánh vô lậu bạch tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Như Lai hóa sanh vào cảnh giới ác, thọ thân bằng sanh vì lợi ích an vui cho hữu tình, có phải là làm việc Phật sự không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai hóa sanh vào cảnh giới ác, thọ thân bằng sanh vì lợi ích an vui cho hữu tình là làm việc Phật sự. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Khi Như Lai hóa làm thân bằng sanh, là thật loài bằng sanh chịu khổ không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi Như Lai hóa làm thân bằng sanh, chẳng thật bằng sanh, chẳng chịu khổ. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Tuy thành tựu tất cả các pháp thánh vô lậu bạch tịnh, nhưng vì thành thục các loài hữu tình, vì lòng bi nguyện thọ thân bằng sanh nên phải thành thục các loài hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Bậc A-la-hán đoạn trừ các lậu, có thể hóa làm thân người, tạo ra các sự nghiệp, đem sự nghiệp ấy làm cho người khác an vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bậc A-la-hán đoạn trừ các lậu, làm cho người khác an vui. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Tuy đã thành tựu các pháp thánh vô lậu bạch tịnh, nhưng vì lợi ích an vui cho các loài hữu tình, đem lòng bi nguyện thọ thân bằng sanh làm các Phật sự. Tuy thọ thân ấy nhưng không cùng với chúng chịu các khổ não, cũng không bị tội lỗi kia làm ô uế. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Có nhà ảo thuật hay học trò của ông biến hóa ra các thứ như voi, ngựa, vân vân, làm cho người nhiều người thấy